Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Phương phải cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này, bảo mọi người vẫn nhắn tin hỏi thăm Phương này, nhắc nhở Phương này, nào là Phương phải giữ gìn sức khỏe, lại còn cũng không quên là phải giữ gìn cả nhan sắc nữa chứ. Bởi vì nếu da Phương mà trắng mịn như thế này mà bị tàn nhang này, sạm nám này và chảy xệ thì thật là đáng tiếc đúng không ạ? Nhưng mọi người yên tâm đi, Phương có rất là nhiều các bí quyết để làm đẹp, đẹp mọi lúc mọi nơi. Vậy thì hôm nay để cảm ơn mọi người, Phương sẽ chia sẻ tất cả các loại bí quyết đó. Nói là nhiều thì thực ra là không có, nhưng mà gần đây, thực sự là gần đây Phương chỉ dùng đúng có một loại thôi, đó là gì? Hebra Collagen. Sản phẩm thì quá nổi tiếng rồi, chắc là mọi người cũng không cần phải nói quá nhiều đúng không ạ? Thế nhưng mà Phương mới chỉ dùng có gần 2 tháng thôi mà da đã căng bóng này, sáng trắng và mịn màng, cho nên là gần như bây giờ không phải quá cầu kỳ phải đi ra ngoài đường phải làm đẹp nữa. Không biết là mọi người như thế nào, nhưng với Phương thì Phương cực kỳ mê làm đẹp. Tất cả những sản phẩm nào mà có công dụng như là trị thâm nám này, trẻ hóa da là Phương kiểu gì cũng phải tìm cho bằng được. Thì Phương đã tìm ra được Hebra Collagen. Đây là một trong những sản phẩm mà có hội tụ đầy đủ những yếu tố mà mình đang cần. Lúc đầu ấy, mấy ngày đầu mà khi Phương sử dụng ấy thì là Phương chưa thấy có hiệu quả lắm đâu. Da chỉ gọi là hơi ẩm một chút thôi. Thế nhưng mà từ 5 đến 7 ngày thì lúc đấy là Phương thực sự là thấy là da mình bắt đầu là có sự căng này và mịn mướt. Nhưng để mà có hiệu quả thật sự mà nhìn thấy rất là rõ ràng ấy, thấy ngay lập tức thì là khoảng 20 ngày. Thì lúc đấy da Phương gần như là thấy căng, cực kỳ căng này, trắng sáng này, mịn này và mướt mát luôn. Cho nên cái việc mà khi mà mình đi ra ngoài ấy, mình không gần như không phải cầu kỳ trong cái việc là trang điểm nữa. Nói như vậy không phải là Phương khen Hebra Collagen đâu, nhưng mà thực sự là mọi người biết không, Phương là một dạng gọi là thích làm đẹp mà, cho nên là tất cả những cái nhóm làm đẹp trên Facebook là Phương đều có mặt ở trên đó hết. Và không những thậm chí mà Phương còn đọc rất là kỹ các comment của tất cả mọi người để hiểu rõ về những cái sản phẩm như vậy. Bản thân Phương cũng là một cái người mà cũng đã sử dụng và trải nghiệm qua rất là nhiều những cái sản phẩm rồi. Nhưng mà thực sự tại sao Phương lại lựa chọn Hebra Collagen? Bởi vì mọi người biết không, hàm lượng collagen trong Hebra Collagen cực kỳ cao, lên tới 160.000mg collagen peptide. Trời ơi, cao đúng không ạ? Cao nhất thị trường hiện nay luôn. Hebra Collagen là một dạng thủy phân được chiết xuất từ cá biển Nhật Bản, cho nên cái hàm lượng collagen cực kỳ cao và cái việc hấp thu đối với cơ thể cũng cực kỳ tốt. Mọi người có biết không? Cao đến 7 lần so với collagen thông thường. Vậy thì không có lý do gì ta lại không lựa chọn. Bình thường chúng ta bỏ tiền triệu ra, chúng ta chỉ nhận được là gì ạ? Mỗi ngày chỉ được 1-2.000mg thôi. Vậy thì với Hebra Collagen mọi người biết là bao nhiêu không? Gần 6.000 nhá, cực kỳ cao đúng không ạ? Vậy thì không có lý do gì da của chúng ta không căng bóng mịn màng, trắng sáng và đẹp. Tóc của chúng ta cũng bóng và đẹp nữa và lại cực kỳ nhanh dài. Phương khuyên mọi người khi chúng ta bỏ tiền ra mua một sản phẩm nào đấy mà uống để làm đẹp và tốt cho cơ thể thì mọi người nên lưu ý đến hàm lượng của nó nhé. Theo quan điểm của cá nhân Phương thì chỉ cần da của mình nhăn này và sạm nám này cũng đã làm cho chúng ta già đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà các bạn cũng đừng quá lo lắng về vấn đề sạm nám, bởi vì cái việc này cũng là tự nhiên của cơ thể thôi. Cứ phụ nữ mà ngoài 30 tuổi thì lúc đấy là gì ạ? Nội tiết tố chúng ta đã bị giảm đi thì cái việc mà sạm nám cũng là bình thường. Nhưng mà với Phương khi mà lựa chọn Hebra Collagen thì gần như cái việc này được cải thiện rất là nhiều. Bởi vì sao? Ngoài cái việc làm giúp cho nhăn này, giảm nếp nhăn này, căng bóng này, sạm nám này, thì các hạt Hatomugi này, enzyme rau củ này, vitamin C và các vitamin min nhóm B đã giúp cho chúng ta cải thiện được cái vấn đề này rất rất là nhiều. Cho nên mọi người yên tâm, Phương chỉ lưu ý mọi người là chúng ta ấy, khi chúng ta sử dụng bất cứ sản phẩm nào ấy, mọi người chỉ cần cố gắng này, đủ liệu trình thì chúng ta sẽ đạt được những hiệu quả như mong muốn. Các bạn nào mà muốn nhanh thì có thể làm giống Phương nhé. Bình thường ấy, Phương chỉ uống một lần trước buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ thôi. Nhưng mà muốn nhanh hơn này, muốn trắng nhanh này, hết nám nhanh ấy, thì Phương sẽ uống gấp đôi buổi sáng và tối. Hơi tốn kém một chút nhưng mà mình lại đẹp nhanh, nên là Phương thấy rất là xứng đáng. Hebra Collagen có từ một công ty lâu đời và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản. Khi mà họ nghiên cứu sản phẩm, họ đưa rất là nhiều những cái công dụng vào trong này. Ngoài các thành phần mà Phương nói ra thì họ còn đưa thêm khoanh đào Yoshino và hồng damask. Giúp làm gì ạ? Giúp làm cho cơ thể của mình thơm hơn và thanh lọc cơ thể. Phương khuyên là những bạn nào ấy mà
mà khi vừa mới sinh xong, cơ thể của chúng ta chưa được thanh lọc, thì đây có lẽ là lựa chọn tuyệt vời đối với tất cả các bạn đấy, giúp cho cơ thể của mình sạch sẽ hơn và thơm tho hơn rất là nhiều. À mà nói đến đây thì Phương mới nhớ này, ấn tượng đầu tiên khi uống Hebora là mùi vị của nó là rất dễ chịu một cách bất ngờ luôn. Collagen thì thường có một cái vị rất là tanh và ngang nên là người bình thường còn thấy khó uống. Cơ mà dòng collagen của Hebora này thì nó cực kỳ thơm này, có vị chua dịu này, ngọt thanh thanh này, rất là dễ uống. Phương thấy rất là ngon. Hebora Collagen có giá là 2.380.000 đồng với 500ml, một cái giá không hề là rẻ đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn rằng sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Bình thường ấy, nếu mà uống hết ấy là Phương phải đặt hàng trước chứ không phải là muốn mua là có ngay đâu. Một sản phẩm mà ra đến mấy năm nay rồi vẫn trong tình trạng cháy hàng thì không phải là đơn giản đúng không ạ? Đặc biệt là công ty vẫn có một cái chế độ rất là tuyệt vời, đó là mua 3 tặng 1. Wow, một sản phẩm tốt như vậy mà vẫn có những cái ưu đãi cho tất cả mọi người thì không có lý do gì lại không lựa chọn với bản thân Phương. Thì đây là lựa chọn đầu tiên của Phương đấy. Sản phẩm Hebora Collagen thì có hai dạng, đó là chai và gói. Thì Phương lựa chọn cả hai luôn. Bởi vì với gói như này thì rất là tiện cho cái vấn đề mà Phương phải đi công tác hay là đi quay xa. Thì Phương nghĩ là với những người mà hay đi công tác thì đây cũng là một lựa chọn rất là tối ưu. Thế nhưng mà ở nhà thì Phương vẫn sử dụng chai, bởi vì nhìn cái chai này rất là đẹp và sang chảnh đúng không ạ? Với tình hình dịch bệnh như thế này ấy, thì quần áo có thể không mua, trang sức có thể không đeo, nhưng mà chắc chắn nhan sắc là phải giữ rồi. Với chị em thì gần như nhan sắc là một yếu tố giữ lửa hạnh phúc gia đình. Thì chắc chắn không có lý do gì chúng ta lại bỏ qua một sản phẩm đa nhiệm giúp chúng ta trẻ hóa này, dưỡng trắng và giảm thâm nám. Thì đây là một lựa chọn tiết kiệm và đúng đắn nhất của chị em chúng mình đấy.